Chào mọi người nhé, mình đang đứng ở chỗ phố Hàng Đường, chợ đêm Hàng Đường. Bây giờ mình sẽ đi một vòng để cho mọi người thấy khu chợ đêm ở đây như nào nhé. Vào các tối thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần thì người ta tổ chức phiên chợ đêm ở đây. Đây có bán rất là nhiều thứ. Ngay ở đầu chợ đây là các hàng ăn, đồ nướng. Trong này thì bán các hàng bán đồ trang sức, quần áo. Đây có thắt lưng da. Ví da. À, đây bán dây và bán mặt riêng. Chọn dây riêng, chọn mặt riêng. Cái này bán quần áo. Quần áo, đồ trang sức, đồ chơi. Giày dép. Có... đây chủ yếu bán các loại mặt hàng giá rẻ thôi, còn hàng cao cấp thì người ta không bán ở đây, chắc là phải vào trong những cửa hiệu ở trong viện. Đây là bán phụ kiện cho điện thoại, máy tính bảng. Đây là đồng hồ. Sẽ chọn đồng hồ đi anh, đồng hồ chống nước tuyệt đối đấy. Đây là những cái đồng hồ trong hộp chống nước nha anh nhé. Chống nước để đối luôn. Bảo hành 1 năm, 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng. Bảo hành thì bảo hành ở đâu hả em? Bảo hành thì bảo trên cửa hàng. Một anh ra đây hay là ra cửa hàng? Đúng rồi. Nói chung không? Thẻ bọn em có địa chỉ đủ đấy. Đây bán trong cửa hàng là chính là... đây là... em mang ra. Đấy là quảng cáo cửa hàng nữa. À đây còn còn chứng minh luôn đây hả? Chứng minh luôn là ngâm nước này. Nhiều mẫu mã đẹp hết này. Thế là tay anh đeo thì nó không đẹp lắm. Cảm ơn em nhé. Đây là móc gắn chìa khóa. Chỉ có cái hình con lân này. Bán đồ phụ nữ này. Quần áo. À đây có anh Tây, anh đang mua đồ gì? Sạc điện thoại. Đây sạc các kiểu. Đây là bán túi da, túi sách. Phố Hàng Đường này có một cái con phố nhỏ là phố Hàng Cá với lại ngõ gạch cắt ngang qua. Phía trên này vẫn là Hàng Đường. Giữa chợ thì người ta vẫn để cả những cái bình cứu hỏa để an toàn phòng cháy chữa cháy thôi. Vì ở đây là bán những cái mặt hàng quần áo, kẹo kéo. Đây là một cái khu mà bán chỉ có quần áo thôi. Hello.
khu phố Hàng Lược này bán quần áo, giày dép là nhiều. Đây, trên trên này toàn là hàng giày, hàng quần áo, túi sách. Đấy. À đây có cả gì đây? Bán đồ ăn này. Đây là một cái kem đi chị ơi. À bán kem. Đây là bán kem. Đi vào xem làm kem thế nào. Kem. Đây bán các loại tai nghe, đồng hồ, sạc điện thoại. Phụ kiện điện thoại. Cái 50. Cái này là 50 rồi cô. Đây là cái màu nào? Đặt máy vào đây con nữa. Chọi ra để tẩm máy. À. Cái hồng nhá. Nhưng mà 50 có vẻ hơi đắt ạ. Đúng 40. U nói đúng giá đi ai. Đúng giá 40 không phải một con cả. Con mua cái này nhiều rồi con biết. Mua nhiều là bao tiền ạ? À? Không giả con đúng giá nhưng cứ để con phải mặc cả gì u. 40.000. Cái này không được. Đấy cái đấy, con thích cái nào? Đen chỉ có màu. Cô bán ở đây giá rẻ rồi cháu ạ. À? Giá ít thôi. Thấy ở trên kia bán rẻ hơn mà. Có cái loại loại này mà nó lại có cả chân ghép luôn vào không à? U. Chân ghép như nào? Loại loại tay cầm này nhưng mà lại có cả chân, ba chân nó ghép vào đây. Có. Này. Cái pin nó hơi lỏng, còn cái này có. Cái này được Bluetooth. À đấy đúng rồi. Cái này thì giá như nào ạ? Cái 70. 70 à? Đấy, cái này này cái chân của nó còn có 3 chân này này. Đấy để nó quay video đấy. Đấy. U bán giảm giá đi, mua cái này. Cứ giảm giá đi con mua. Cô có cái vỏ màu đỏ 6 thường không? Cô bán rẻ lắm rồi. Vâng. Vâng, thế giá như nào đây? 70. Không giảm tí nào à? Không giảm. Ui giời. Trên nhất định không giảm tí nào, lấy cái này thì lại không giảm tí nào. Chè này. Giày dép. Xúc xích Đức Việt. Rồi. Ở đây lại có một con phố nữa cắt ngang qua. Đó là Hàng Buồm. Phố Hàng Buồm. Thì tới đây là phố Hàng Ngang rồi. Đến ngã tư này là ngã tư Hàng Buồm, Hàng Đường, Hàng Ngang. Đây, biển ở phố đây. Hàng Buồm, Hàng Đường. Còn phía trên này là Hàng Ngang. Bây giờ mình sẽ quay lại đi vòng bên này.
giới thiệu với cả các bạn chợ đêm của phố hàng đường thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vòng ngược trở lại của chợ đêm hàng đường. Đấy. Ôi, phía bên này có một cái cửa hàng bán rất nhiều tóc giả này. Cái này là dùng để trang sức đây. Tóc giả, kính. Các hộ kinh doanh ở đây người ta cũng chuẩn bị những cái bài dao rất là dẻo. Đây bán giày. Nghe thôi là đã muốn mua rồi. Nhưng mà không thích mỗi cái chữ là không mà cả. Bán đồng hồ. Đây là mũ. À. Bên này bán quần áo. Wow, khu đằng kia là một cái nhà hàng gì đấy. Trông sầm uất đấy. Dãy này chủ yếu bán quần áo thôi. Bây giờ mình sẽ đi tiến lên đằng này xem còn mặt hàng gì không. Dây lưng ví da. À, dây lưng ví da rất nhiều. Ở trên mạng có đầy ấy. Mát lắm. Đấy, du khách nước ngoài có nhiều người đến đây lắm. Chủ yếu là các bạn trẻ. Việt Nam cũng các bạn trẻ thôi. Đây bán đồ chơi cho trẻ con này. Quần áo này. Bên này bán giày dép này. Quần áo ở đây thì nếu mà mua thì sẽ mua luôn chứ không có mặc thử. Vì ở đây chẳng có chỗ nào mà thay. À, quần áo ở đây ướm mọi người mà thấy là ổn cái là mua luôn. Cho nên là quần áo ở đây là không có mặc thử nha. Không mặc thử. Mua là chỉ có cảm nhận là mặc được là mặc thôi. Thế cho nên là chắc là phải người mẫu. Phải người chuẩn thì mua mới dễ. Còn người như mình thì mua chắc là phí quần áo thôi. Chữ gắn trên đá. Quần áo này. Rồi đây là ở ngã tư giữa hàng đường, ngõ gạch và hàng cá. Đây, ngõ gạch, hàng đường. Bên này là hàng cá, mình sẽ đi sang chỗ cái biển phố hàng cá này. Đây, góc kia đây. À, phố hàng cá. Đó. Thì ở phố hàng đường này, cái khu chợ hàng đường này nó có một con phố cắt ngang qua là như vậy. Bây giờ mình sẽ đi tiến về đằng này. Chỗ này bán nhiều túi sách da quá. Giá có 230.000 một cái thôi. Rất nhiều, tha hồ mà lựa chọn. Đây là bán các loại phụ kiện dây sạc, củ sạc. Đây hầu hết là hàng Trung Quốc thôi. Dây lưng da xịn. Giá từ 90 đến 150.000. Các loại túi sách trông xinh đấy chứ. Túi nhìn rất xinh. Quần áo này. Đây bán quần áo. Trên này có một hàng cà phê. Ngồi uống cà phê trên này thì hay rồi.
Đây là bán ba lô túi sách 10.000 một sản phẩm, 10.000 một sản phẩm đẹp, nước hoa dầu thơm, mũ, quần áo nhiều vô cùng. Rồi bây giờ mình đến chỗ này là ngã tư giữa hàng đường, hàng chiếu. Đấy, và bên này là hàng mã, phía dưới này là Đồng Xuân. Như vậy là mình đã đi hết một vòng của khu chợ đêm hàng đường. Đấy. Đây, chỗ này là vừa nãy mình xuất phát từ đây đây. Rồi, mình sẽ kết thúc video ở đây. Mọi người thấy hay thì hãy nhấn nút like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh của Minh Hải TV. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.